chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Sếp Bách Cứng nha. Mọi người ơi, mọi người biết về cái dòng sản phẩm 4K rất là nhiều rồi đúng không? Nào là kem 4K trắng da trị mụn nè, nào là kem 4K Berry Plus. Thì ngay hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái em siêu phẩm rất là hot của nhà 4K nữa. Đó là dòng sản phẩm là Serum 4K 5X. Mọi người đã chờ đợi cái phiên bản này rất là lâu rồi đúng không? Thì ngay bây giờ em sẽ mở ra về cái dòng sản phẩm này cũng như là đánh giá về chất lượng cái dòng sản phẩm này để mọi người cùng nhau là biết đến cái dòng sản phẩm Serum 4K này nha. Đây là một cái dòng sản phẩm được nhập khẩu tại Thái Lan nha mọi người, với cái dung tích là 20ml. Mọi người có thể là chép mã cái dòng sản phẩm tại cái này nha mọi người, tại cái QR này, hoặc là tại cái chét này nha mọi người. Đó, tại cái mẹ vạch chét chỗ này. Và dòng sản phẩm này nó có rất là nhiều công dụng rất là tốt cho da của chúng ta. Công dụng của dòng sản phẩm Serum 4K Plus 5X này á, nó sẽ có công dụng là si khích lỗ chân lông nè, giúp cho da của chúng ta được đều màu da hơn nè. Và thứ ba là diệt trừ nám tàn nhang nè. Thứ năm là si khích lỗ chân lông, là thu nhỏ lỗ chân lông nha mọi người. Và đặc biệt là nó sẽ giúp cho da của chúng ta là chống lại những cái lão hóa ở da. Cái dòng sản phẩm này với dung tích là 20ml nha mọi người. Cái dòng sản phẩm kia Serum 4K này được chiết xuất từ những cái muối hồng Himalaya, có tác dụng là dưỡng trắng da rất là hiệu quả, giảm mụn và giảm những cái vết thâm trên da, đồng thời dưỡng ẩm cho da rất là mịn màng. Serum 4K Plus với sự hỗ trợ của công nghệ của Thụy Sĩ làm giảm sự bào mòn da, củng cố và tăng cường đàn hồi của da và làm cho da của chúng ta sẽ mờ đi những cái vết nhăn trên da và giảm đi những cái dấu hiệu lão hóa. Thành phần đáng kinh ngạc của nó sẽ làm da của chúng ta là trắng và dưỡng ẩm cho da, được sản sinh ra những cái protein có thể là tái tạo cái làn da và giúp da của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Cái dòng sản phẩm này có 4 thành phần chính, đó là vitamin B3 và collagen và glycerin và alpha arbutin. Đó, những cái thành phần này nó sẽ giúp bảo vệ da của chúng ta và giúp cho da của chúng ta đàn hồi căng mịn. Và những cái dưỡng chất nó sẽ giúp cho da của chúng ta sáng lên và nó sẽ giúp mờ nám tàn nhang và cải thiện những cái làn da sẫm màu rất là tuyệt vời. Thì chị em nào muốn mua dòng sản phẩm Serum 4K này thì hãy nhanh tay liên hệ cho em để sở hữu một làn da sáng, cũng như là khi mà mình sử dụng về những cái dòng sản phẩm mà là ví dụ như là kem 4K hoặc là Berry Plus thì mọi người nên kết hợp với cái dòng sản phẩm là Serum 4K để đạt được hiệu quả tối ưu nhất và đẹp nhất cho làn da của chúng ta. Mọi người hãy nhanh tay, đừng ngần ngại gì nữa, hãy trở nên là người phụ nữ xinh đẹp cũng như là một cái làn da hoàn toàn khác biệt nha mọi người. Hãy đến với dòng sản phẩm kem dưỡng 4K và Serum 4K. Nếu mấy chị, đây là một cái combo dành cho những chị nào muốn dưỡng trắng và giảm mụn ẩn. Và đây là một cái combo dành cho những chị nào thích điều trị nám và giúp trắng sáng và hồng da hơn. Thì ngay bây giờ hãy liên hệ sớm cho bên em để được đặt hàng, để được mua cái sản phẩm chất lượng và uy tín của hãng 4K này qua số điện thoại hotline là 0933 766 739 hoặc là 0356 605 677 để được đặt hàng. Còn mấy chị mà muốn kết bạn vào trong Zalo bên em thì có thể là vào trong Zalo số điện thoại là 0356 605 677 hoặc là 0933 766 739 hoặc là 0773 339 để được đặt hàng. Bên em cùng với những chuyên viên chăm sóc làn da và bác sĩ da liễu sẽ điều trị làn da cùng mấy chị. Nếu mấy chị cần tư vấn thì bên em sẽ luôn luôn sẵn sàng và tư vấn tất cả các chị yêu. Hãy nhanh tay đặt hàng và nhanh tay sở hữu một làn da tuyệt vời nhất, đẹp nhất và xinh xắn nhất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hãy đến với cái dòng sản phẩm 4K này nha, rất là hot. Bye bye.